Thưa quý vị, sự kiện Diễn đàn Phát triển Đường bay châu Á 2022 được đăng cai tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự kiện này đã thu hút hơn 500 đại biểu là các đơn vị hàng không du lịch đến từ khu vực châu Á, châu Âu, châu Mỹ và các nước Trung Đông với công tác chuẩn bị chu đáo, xây dựng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc cho sự kiện. Đà Nẵng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các đại biểu quốc tế, qua đó không chỉ định vị Đà Nẵng là điểm đến của sự kiện mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của thành phố trong việc khôi phục mạng lưới hàng không và nền kinh tế du lịch. Diễn đàn có 19 hoạt động chính và phụ trợ, trong đó Đà Nẵng chủ trì 16 hoạt động. Nổi bật là diễn đàn Đà Nẵng điểm đến tiềm năng của châu Á, chương trình khảo sát điểm đến kết nối với các hãng hàng không quốc tế, chương trình City Tour tham quan dành cho đại biểu Rus, diễu hành thuyền hoa, điểm âm nhạc tại các tuyến đường chính của thành phố, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường trước, trong và sau sự kiện. Thông qua các hoạt động này, Đà Nẵng đã quảng bá giới thiệu hình ảnh và tiềm năng của thành phố về môi trường đầu tư, thương mại, hàng không, du lịch, logistics, còn cả những nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của Đà Nẵng, Việt Nam. Khi đến sân bay Đà Nẵng, tôi thấy nơi này rất sạch sẽ, là một sân bay đẹp và được thành phố tiếp đón rất chu đáo. Tôi thấy Đà Nẵng có môi trường tốt, là thành phố đẹp và người dân rất thân thiện. Ngoài ra, được tham gia City Tour do Đà Nẵng tổ chức, tôi được đi trải nghiệm tàu du lịch trên sông Hàn. Tôi thấy nó di chuyển rất êm và nhẹ nhàng, tạo cảm giác dễ chịu, không bị say sóng. Và tôi có thể ngắm nhìn thành phố thoải mái, tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn. Sự kiện này thì cho thấy rằng Đà Nẵng đã có một cái sự nghiên cứu và chuẩn bị khá là bài bản và dài hơi. Qua đó thì giúp cho thành phố Đà Nẵng có cái sự hồi phục nhanh hơn và hiệu quả hơn. Và từ đó thì không chỉ các cái khách hàng đi lại bằng đường hàng không của Việt Nam mà còn đối với các nước quanh khu vực và thế giới cũng có cái thông tin tích cực hơn về cái điểm đến du lịch an toàn của Đà Nẵng và Việt Nam. Tại diễn đàn có hơn 1.500 cuộc gặp gỡ kết nối kinh doanh trực tiếp giữa các đối tác đã được hẹn trước trên hệ thống của Rus Asia. Riêng thành phố Đà Nẵng có 22 cuộc gặp đặt hẹn trước, trong đó có các buổi tiếp với hãng hàng không Indigo Ấn Độ, đoàn Informa Rus để trao đổi về công tác xúc tiến mở các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng, xúc tiến quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng đến các thị trường tiềm năng. Hầu hết các đơn vị đều đánh giá Đà Nẵng là môi trường rất tốt và sẵn sàng hợp tác, thiết lập mối quan hệ bền vững với Đà Nẵng trong thời gian tới. Đà Nẵng là một thành phố có tiềm năng đáng kể để trở thành một phần không thể thiếu của nguồn cung toàn cầu và chuỗi sản xuất. Nằm trên một trong những tuyến đường biển trọng điểm và mạng lưới hàng không quốc tế, Đà Nẵng chắc chắn là một trung tâm thuận lợi cho sự phát triển sôi động và bền vững. Vì vậy, thành phố cần tận dụng cơ hội mà Rus Asia mang đến và tiếp tục tập trung vào việc tăng cường kết nối các hãng hàng không đến Đà Nẵng, bởi kết nối hàng không chính là chìa khóa thu hút khách quốc tế đến du lịch và trở thành điểm đến hấp dẫn. Diễn đàn Phát triển Đường bay châu Á 2022 được tổ chức trong một bối cảnh vô cùng đặc biệt. Việt Nam vừa mở cửa bầu trời quốc tế và đón những chuyến bay quốc tế đầu tiên trở lại sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19. Theo đó, với công tác chuẩn bị hết sức chu đáo và bài bản, Đà Nẵng đã thể hiện vai trò một chủ nhà thân thiện, mến khách và chuyên nghiệp. Hiện nay, Đà Nẵng đang nỗ lực phát triển trên 3 lĩnh vực chính là du lịch, công nghiệp, công nghệ cao và kinh tế biển. Theo đó, Diễn đàn Phát triển Đường bay châu Á năm 2022 sẽ là cơ hội vàng để Đà Nẵng mở rộng kết nối các mạng lưới đường bay quốc tế, qua đó phát triển ngành du lịch, đồng thời khẳng định Đà Nẵng là điểm đến của sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á và là trung tâm du lịch hàng không năng động của Việt Nam và khu vực. Trước thời điểm COVID-19, Đà Nẵng đang là điểm đến mới nổi bật của khu vực châu Á, thu hút 39 đường bay quốc tế với 536 chuyến bay mỗi tuần. Vì vậy, khôi phục mạng lưới bay quốc tế tạo thuận lợi cho du khách, doanh nghiệp và các nhà đầu tư trở lại Đà Nẵng là một trong những mục tiêu quan trọng và tiên quyết cho việc khôi phục du lịch và kinh tế xã hội thành phố. Diễn đàn Phát triển Đường bay châu Á là một chất xúc tác mạnh mẽ và truyền cảm hứng để thực hiện mục tiêu đó. Chúng tôi đặt mục tiêu trong vòng 2 năm, từ năm 2022 sẽ khôi phục hàng không như thời điểm trước COVID-19, đặc biệt là kết nối Đà Nẵng với các trung tâm hàng không quan trọng, kết nối Đà Nẵng với các thị trường xa như Mỹ, châu Âu, Trung Đông, đồng thời tiếp tục xúc tiến các đường bay mới đến các thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Đông Nam Á.